tranh, đòi hỏi chính quyền này không được quyền bạo hành đối với những người tranh đấu, đó là chữ chính, và phải điều tra và phải bồi thường cho những anh chị em, đó là cái chuyện chính trong cái tinh thần của cái bản công ước chống bạo hành. Nhân dịp kỷ niệm ngày Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, cựu tù nhân lương tâm, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế tổ chức một buổi họp mặt với một số nhà hoạt động và các bạn trẻ tại Sài Gòn. Buổi họp mặt diễn ra vào tối ngày 26 tháng 6, có khoảng 40 người tham dự, trong đó có nhiều người từng là nạn nhân bị tấn công khi tham gia tuần hành vì môi trường trong những ngày 1, ngày 15 tháng 5 và ngày 5 tháng 6 năm 2016 vừa qua. Hôm nay thì chuyện chính là chúng ta kỷ niệm cái công ước này. Thì tí nữa chúng ta sẽ trao đổi nhiều về cái công ước này cho rất rõ ràng để tất cả các anh em, chị em tranh đấu hiểu được, nắm được và vận dụng được cái công ước này vào trong cuộc tranh đấu của chúng ta. Đó là quan trọng nhất. Sau đó thì tiêu biểu là chúng ta sẽ nhắc lại những bạo hành của cái chính quyền này đối với lại anh em tranh đấu. Ví dụ như một số đã bị bỏ mình trong nhà tù, tí nữa có dịp thì chúng tôi sẽ nhắc lại. Rồi những anh em bị bắt vào tù, bị hành hạ. Rồi những anh em hiện bây giờ đang bị bệnh, rồi cũng không được chăm nom. Đó là những cái mà hiện đang xảy ra, tí nữa chúng tôi sẽ trình bày với tất cả các anh em. Rồi sau đó chúng tôi sẽ bàn về một cái hình thức để mà chống lại những cái hình thức mà bạo hành, đàn áp những anh em tranh đấu. Nhân ngày này, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cũng trao tặng, hỗ trợ cho những người bị hành hung, mỗi người 1 triệu đồng. Rất nhiều anh em đã bị đánh trong cái cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5. Thì Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm mà tôi là đồng chủ tịch, chúng tôi đã có sáng kiến ngay lúc bây giờ là tặng mỗi anh chị em mà bị bạo hành của chính quyền cộng sản trong hai cuộc biểu tình này, thì danh sách là 13 người. Thì chúng tôi với tấm lòng chân thành của những người hoạt động hỗ trợ cho những anh em chị em bị đánh để tỏ lòng rất là quý mến, rất là chia sẻ cái đau đớn mà các anh em bị bạo hành. Thì đó là cái ngày hôm nay chúng tôi hy vọng rằng là những anh em chị em đã có mặt thì chúng tôi sẽ trao những món quà này cho các anh chị em. Trong cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế nói rằng trong tương lai, các tổ chức sẽ tiến hành xây dựng một quỹ có tính cách thường xuyên cho những người đấu tranh ôn hòa cho dân chủ, nhân quyền bị côn đồ tấn công. Cuối năm 2013, Việt Nam ký tên vào Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Tháng 11 năm 2014, Quốc hội cũng bỏ phiếu thông qua Công ước này. Tuy nhiên, sau gần 2 năm tham gia Công ước, tình trạng bạo hành, tra tấn người dân vẫn diễn ra mà chưa được xử lý rốt ráo. Phóng sự của SBTN tường trình từ Sài Gòn, Việt Nam. Ngày xưa, gia đình này, cha ông, miệng, mãi, ngày xưa.